Malgré que nous ayons réoccupé la cité municipale de Biên Hòa, mais pour que les Viet Minh envahissent avec une si grande force, c'est effectivement une vue à notre visage lớn như vậy, quả là một cái tát vào mặt chúng ta. C'est vraiment humiliant. Thật là nhục nhã. L'honneur de l'armée a été offensé. Danh dự của quân đội Pháp đã bị xúc phạm nặng nề. Le haut commandement ne peut pas accepter. Bộ tư lệnh không thể chấp nhận bất kỳ một sự bạo chữa nào của đại tá Feller. Monsieur le général de brigade, je prends sur moi toute la responsabilité et accepte toute forme de mọi hình thức kỷ luật. Bon, le haut commandement sera appliqué. Bộ tư lệnh sẽ có kỷ luật thích đáng với ông. Cuộc họp hôm nay là để chuẩn bị cho một sự trừng phạt trả đũa dằn mặt bọn Việt Minh. Theo lệnh của tướng De Latour, quân đội Pháp đã thực hiện những trận dội bom và hành quân càn quét nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ nhằm cô lập chiến khu D và tiêu diệt các binh đoàn kháng chiến quân cách mạng. Anh ba, gì đến Nam Hà? Con khu bộ trưởng và anh Quỳnh Văn Ngại tới. Anh ba, anh Tám, hai anh đi công tác qua đây à? Chúng tôi đến gặp anh đó. Có việc khẩn cấp cần đến anh và anh em Bình Xuyên. Chúng tôi sẵn sàng nhận lệnh. Mời anh vào. Dạ mời anh Tám. Cảm ơn anh. Tây đã bao vây lực lượng của ta ở mặt trận An Hóa, Giao Hòa. Anh em điện được cầu cứu. Tôi thấy anh là thích hợp nhất. Ngay bây giờ, anh cùng với một đơn vị thiện chiến của Bình Xuyên xuống ngay Bến Tre. Kể từ bây giờ, anh là khu phó khu 7. Chuyện này đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị gì hết. Được anh Bà Bình cho nhiệm vụ là vinh dự lắm đó. Tôi muốn còn không được đây. Đây là giấy ủy nhiệm của tôi. Nhưng mà anh còn ngại điều gì? Tôi nghĩ việc phong chức này phải do Nam Bộ hay Trung ương phê duyệt chứ. Ý anh nói tôi là khu trưởng thì không có quyền hạn phong chức khu bộ phó phải không? Dạ đúng. Tôi hiểu tánh anh tôi. Làm việc gì cũng phải danh chánh ngôn thuận. Như vậy ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nam Hà nói đúng. Lẽ ra việc đề bạt này phải gửi về Trung ương, nhưng tình hình đang khẩn cấp, không thể trì hoãn được. Nhưng anh ba giao nhiệm vụ gì tôi lại không làm. Hà tất phải chức này chức nọ. Phải là khu bộ phó, đồng chí mới hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi đã giao. Thứ nhất, hành quân cấp tốc xuống An Hóa, giải vây cho bộ đội Bùi Sĩ Hùng. Thứ hai, trên đường đi, nếu gặp bộ đội lạc ngũ, đồng chí có nhiệm vụ tập hợp các đơn vị đó lại, tổ chức thành một khối. Được anh Ba Bình tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này cho Bình Xuyên, quả là một vinh dự lớn với chúng ta. Tôi cần tuyển ra mỗi chi đội một số tay súng tinh nhuệ. Ngoài chi đội 2 của Nam Hà, chi đội 3 của Sáu Đối, chi đội 7 của Hai Vĩnh, tôi muốn tăng cường thêm chi đội 9 của Bãi Diễn, chi đội 4 của Mười Trí và chi đội 25 của Tư Tị. Ý kiến của các anh em ra sao? Tôi thấy chỉ cần 3 chi đội 2, 3, 7 có mặt tại đây là đủ rồi. Cứu người những cứu lửa, việc cấp bách cần phải lên đường ngay. Tôi nghĩ nên mời thêm Bãi Diễn, Mười Trí, Tư Tị cho đầy đủ. Nếu không sau này sẽ sanh lòng tị hiềm, mất đoàn kết. Mấy anh thấy sao? Tùy anh, nhưng tôi không tin Bãi Diễn sẽ động binh. Các anh cứ giao việc này cho tôi. Được, tôi giao việc này cho Hai Vĩnh. Dạ. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiện, cho nên gió đông sơ đành chia tay Vĩnh Viễn Bạch Thu. Hay quá, bạn tình ơi, hoài công mòn mỏi đợi chờ. Hãy gọi tên nhau khi những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những đêm khuya tựa cửa ngắm trăng tà. Người hãy nhớ đến những tháng năm này, có người yêu vùi thấy nơi miền cát trắng. Hay luôn kìa, đầu kìa, tải luôn, thử cho tụi nó mỗi đứa ly. Hả? Quá. Hai Vĩnh vừa gọi điện cho tôi, kêu tôi điều quân theo anh Ba Dương xuống Bến Tre giải cứu An Hóa đang bị Pháp bao vây. Tôi còn đang phân vân, muốn hỏi ý kiến anh em. Mười Trí, chú hiểu biết nhiều, nói tôi nghe. Tôi thấy chuyện này nên làm, nhất là có lệnh của khu trưởng Nguyễn Bình. Nếu đi, anh Bảy sẽ tạo được tiếng tốt, rất cần cho vai trò tổng tư lệnh Bình Xuyên của anh sau này. Còn Tư Tị thì sao? Tôi ngược lại với Mười Trí, tôi khuyên anh không nên đi, bởi có thắng thì cũng bị chia công với Nam Hà sau đối. Nhưng lỡ giữa trận tiền tên bay đạn lạc, có mệnh hay nào á, thì coi như Nam Hà nắm chắc thế chỗ của Ba Dương sau này. Ý kiến của Tư Tị rất hợp với tôi, nhưng biết trả lời với Ba Dương ra sao cho phải lẽ. Thì anh Bảy cứ cáo bệnh là xong, trên rừng dưới nước, không bị cảm mạo hay thương hàn thì cũng bị trúng phong sốt rét. Giỏi, giỏi lắm. Hay quá anh Bảy, hay. Anh Bảy, khiếp thật. Nghe nói hồi trước giới giang hồ lục tỉnh tâu anh Bảy làm đại ca vì sợ cái tài phóng dao của anh Bảy phải không? Đâu phải chưa có phóng dao, tụi nó còn sợ tao về ngọn sông Phi bách chiến bách thắng nữa chứ. Hồi đó anh Bảy mấy tuổi? À, tao cũng không nhớ nữa, khoảng 16, 17 gì đó. Anh Bảy còn làm được nhiều chuyện to lớn gấp trăm ngàn lần chuyện nguyệt cước nhập nhò gì. Tài của anh Bảy là điều binh khiển tướng, song pha trận mạc kìa. Đúng không anh Bảy? Hai chú nói vậy là hiểu được bụng ta đó. Thôi, vô nhà Thủy Tạ uống rượu đi, uống rượu sáng sớm mới ngon. Mình phải nói với Tại đi. Dạ. Quả là tôi nói lại mạnh đến như vậy, chứ nằm phơi lưng mà chịu. Mấy bạn đã tới thì tiêu, trời sáng rồi. Nó tới kìa. Come on. Chú Tám, có tin khẩn. Trời ơi, anh Ba Dương. Ba Dương mất đi là một tổn thất lớn cho lực lượng kháng chiến miền Đông Nam Bộ. Đoàn quân Bình Xuyên mất đi một chủ tướng tài đức, nhưng vẫn quyết tâm giữ vững khí thế của rừng sát oai hùng. Bệnh viện đang tích cực vận động giành chức tư lệnh liên khu Bình Xuyên với Nam Hà và Sáu Đối, là hai người có uy tín nhất trong số 7 chi đội Bình Xuyên. Cuộc vận động tới đâu rồi? Từ lâu, bệnh viện nuôi tham vọng nắm hết 7 chi đội Bình Xuyên, nhưng có anh Ba Dương ngồi đó nên chẳng ra mặt được. Bây giờ anh Ba mất rồi nên chẳng còn ai để hắn phải kiêng dè, tham vọng đó càng bộc lộ rõ rệt hơn. Nếu như bệnh viện nắm được lực lượng Bình Xuyên thì tình hình sẽ rất phức tạp. Anh tính sao? Tôi sẽ báo cáo với tướng Nguyễn Bình để xin chỉ thị. Riêng anh Thuận cứ bám sát bãi diễn cho tôi. Được, tôi đi ngay. Thông thả đã, giờ liên quan xong hẳn đi. Có mấy tiếng đồng hồ, bãi diễn chẳng làm được chuyện gì đáng kể đâu. Cảnh đẹp mà anh. Nhưng nhìn là thấy gian trời bay vô thùa lạnh là khói tòa ai thâu lòng tơ đuổi đuổi bay dòng sâu mơ mình thân cao. Thân cao tiếng điệu sông nước nhổ binh đao nhớ nhân tình chia tay bao lần chốn hạt đau dài không phai mơ màng thôi lui ra. Dạ xin phép ông bãi và quý ông. Lính. Dạ. Mày truyền lệnh của tao, không ai được phép bén mảng tới đây. Dạ nhưng mà ông Nam Hà, ông Sáu Đối tới thì sao? Mày ngu quá, ngay công Ba Dương đội mồ sống dậy cũng không được vô. Dạ dạ. Bậy diễn lúc này làm cái gì cũng bí mật hết nghe. Có gì đâu anh Mười, chuyện hệ trọng mà, tôi phải bí mật với người ngoài chứ. Nhưng anh Bảy, chắc anh mời tụi tôi tới đây không phải để nhậu. Đúng, tôi mời các huynh hôm nay tới đây là để bàn một việc hệ trọng. Chuyện gì nói mẹ ra coi, úp úp mở mở, nóng bụng quá. Anh Tư bình tĩnh. Vì đây là chuyện tế nhị nên tôi muốn thăm dò ý tứ mọi người. Sao không thấy Nam Hà, Sáu Đối hay Vĩnh tới? Tôi có mời, nhưng mấy ảnh người bận chuyện này, kẻ bận chuyện kia nên không tới được. Được rồi, vô đây đi. Chuyện như vậy, Liên khu Bình Xuyên là lực lượng lớn mạnh nhất trong số các lực lượng vũ trang tại miền Đông. Từ khi anh Ba Dương mất, tình hình cứ như rắn mất đầu. Các chi đội đều không ai chịu ai, trước sau gì cũng dẫn tới hỗn loạn kiểu 12 sứ quân thời xưa. Mỗi người xưng hùng xưng bá một cõi, chưa biết chừng quay ra đánh nhau. Tôi cũng nghĩ như vậy, có lẽ phải mau mau tìm người thay thế anh Ba Dương. Anh Mười nói chí lý, tôi giới thiệu anh Bảy là người có tài, có đức, thu phục được mọi người. Cảm ơn Tư Tị. Việc Bảy diễn tôi có được chọn hay không còn tùy thuộc vào lá phiếu của anh em. Nhưng tôi cũng có mấy lời tâm sự, xin mời. Muốn làm tổng tư lệnh Bình Xuyên, phải là người có khả năng thu phục được mọi tầng lớp anh em ở trong Bình Xuyên, mà phần lớn là giới giang hồ tứ chiến, với anh chị đầu trộm đuôi cướp bất chấp luật lệ. Bảy diễn tôi nhận thấy mình là người có khả năng nắm được những con người đó, nên xin anh em bỏ cho lá phiếu vào kỳ bình chọn thủ lĩnh sắp tới. Ý tứ anh em sao? Còn ra sao nữa? Ngoài anh Bảy, ai xứng đáng hơn làm tổng tư lệnh Bình Xuyên? Mười trí tôi và chia đội 4 cũng ủng hộ anh Bảy. Coi tôi qua thì sao? Tôi rất quý anh Bảy vì tính anh hùng mã thượng. Tôi xin đứng về phía anh Bảy. Bốn chúng ta đồng tâm hiệp lực như vậy thì có gì mà không vượt qua được. Tôi hứa khi nắm được chức tổng tư lệnh Bình Xuyên, tôi sẽ ban cho anh em nhiều quyền hành bổng lộc hơn. Cảm ơn anh Bảy. Nếu bỏ phiếu, anh Bảy sẽ thắng, vì Bảy chia đội là 7 phiếu, mà anh Bảy đã có được 4 phiếu. Đúng, còn lại 3 chi đội của Nam Hà, Sáu Đối hay Vĩnh không có gì lo ngại cả. Cho dù họ ủng hộ Nam Hà thì cũng chỉ được 3 phiếu thôi. Mình 4 thắng 3, anh Bảy thắng là cái chắc rồi. Uống đi anh Bảy. Bàn qua tính lại nãy giờ nhức đầu quá. Tôi ra ngoài tôi giãn lưng cốt, chừng nào bàn tiếp công chuyện kêu tôi vô. Ngồi đây mỏi lưng quá. Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng Tư Hoạch lắm. Hắn vừa mới đi lại gần đây với tôi qua mấy vụ làm ăn, cần phải nắm chắc hắn. Có khó gì đâu, anh coi hắn thích thứ gì thì cho hắn thứ đó. Anh Bảy, xin lỗi đã phá đám huynh. Đây là chiếc lễ phẩm của huynh, huynh cầm lấy. Tôi không bắn, tôi không lấy. Nhưng chắc huynh không chê khẩu súng này chứ? Tôi tặng huynh. Súng này rất quý, của anh Bảy mà. Của tôi cũng như là của huynh. Cầm lấy. Cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn anh. Ừ. Anh Ba Dương mất đi đột ngột, khiến cho lực lượng Bình Xuyên ta gánh chịu một tổn thất lớn lao. Cái khó là tìm người thay thế anh Ba. Bởi nước một ngày không thể không có vua. Nhưng để cho cơ đồ này rơi vào tay Bảy Diễn thì là đại họa. Hắn đang lôi kéo nhóm 10 Trí, Tư Tị, Tư Hoạch, vốn là đám đàn em dưới trướng ủng hộ hắn. Không thể được. Thà một ngày không vua hơn tôn thờ hôn quân bảo chúa. Thằng Bảy Diễn mà nắm Bình Xuyên thì coi như tiêu. Nó là thằng tham sống sợ chết, nhưng lại hám quyền lực. Tôi nghĩ thay thế anh Ba Dương chỉ có anh Nam Hà là xứng đáng. Tôi cũng nghĩ vậy. Người thay thế anh Ba phải là người cùng anh Ba xông pha trận mạc, chứ không phải là hạng người thừa gió bẻ măng, há miệng chờ sung rụng như Bảy Diện. Nó làm sao sánh được với anh Năm, cả đức lẫn tài. Cảm ơn hai chú đã nặng lòng với tôi. Nhưng mình muốn làm một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hiện nay trong 7 chi đội Bình Xuyên, chúng ta chỉ nắm 3. 4 chi đội còn lại thuộc về phe Bảy Diễn. Nếu bỏ phiếu, chúng ta thua chắc rồi. Tức quá. Người tốt không phải lúc nào cũng gặp hên. Nhưng tôi nói thiệt, thằng Bảy Diễn mà lên làm tổng tư lệnh thì tôi kéo quân về, không theo Bình Xuyên nữa. Chú Sáu đừng nóng. Không nên vì một kẻ xấu mà bỏ đi lý tưởng cao thượng của mình. Còn nước còn tác. Người xưa nói cùng tất biến. Anh Năm nói đúng. Cùng tất biến. Tôi nghĩ vẫn còn một cách. Ê, ai tới kìa. Ừ, hình như ông Hai. Chào ông Hai, lâu quá mới gặp ông Hai. Lù bù quá. Có anh Tư ở nhà không? Dạ có, chủ soái đang luyện võ, xin mời ông Hai. Ừ. Chào huynh. Chính xác luôn ha. Tài bắn súng của huynh quả là danh bất hư truyền. Nhưng cỡ như huynh xài khẩu súng nó không xứng. Huynh bắn thử khẩu súng này coi sao. Hay quá, hay quá. Bắn đầm tay ghê. Súng gì đây? Ruro của Mỹ đó. Thứ này qua mới nghe lần đầu. Hèn chi bắn đảo quá. Hay là huynh để cây súng lại cho qua, như cũng được. Nếu thích tụi huynh cứ giữ lấy mà xài. Thứ này hai vĩnh tôi không thiếu. Vậy sao? Bảy Diễn chơi ngon, huynh lại còn ngon hơn. Nhưng thôi, tôi không nhận đâu. Trả lại cho huynh. Huynh yên tâm, hai vĩnh tôi đang sở hữu một kho khí giới lấy được của Tây. Khẩu súng này coi như tặng huynh để phòng thân. Mình là anh em Bình Xuyên với nhau, thời buổi này đánh nhau phải có súng ống. Chứ mã tấu gươm giáo thì sao địch nổi với Tây. Qua cũng biết. Nhưng ở cầu ông Thình Trần Duột này, lấy tiền đâu ra mua súng? Dễ gì cướp được của tay Như huynh. Chỗ anh em với nhau, người thừa kẻ thiếu, coi không đặng. Để tôi giúp huynh phần nào. Đưa hai khẩu súng đó tặng anh em làm quen. Dạ, dạ. Đây nè anh, dạ. Chà, hai Vĩnh hào phóng quá ha. Nhưng mà tụi nó đâu có biết bắn. Huynh điên chí. Tụi bay ra chỗ khác tập bắn đi, để tao nói chuyện với ông Tư. Dạ. Súng bắn chính xác không anh? Chẳng hay huynh không ngại đường xa, thân chinh tệ xá, có điều gì chỉ giáo? Tôi muốn bàn với huynh một chuyện quan trọng. Có chuyện gì huynh cứ nói. Tôi muốn hỏi ý kiến huynh xem ai là người xứng đáng cái gì anh Ba Dương. Bình Xuyên ta người thì nhiều, nhưng để sánh ngang tầm với anh Ba chẳng được ai. Theo tôi biết dư luận các chi đồi đang nhắm vào hai người, Nam Hà và Bệ Diện. Tôi coi huynh như người thân trong nhà. Tôi hỏi thiệt, huynh theo người nào? Bệ Diện phải không? Nhưng sao huynh biết? Việc huynh hợp với 10 trí tư tị tại sở chỉ huy của Bệ Diện, anh em Bình Xuyên nào lại không biết. Họ ngạc nhiên, không hiểu tại sao huynh lại theo Bệ Diện. Họ nói chắc Bệ Diện hứa hẹn gì với huynh sau khi hắn lên nắm chức tổng tư lệnh, đúng không? Hắn có hứa vậy. Người kế vị anh Ba Dương phải có tài, có đức, đúng không? Đúng. Bệ Diện tài gì, đức gì? Huynh trả lời tôi nghe. Hắn là đứa bất tài vô tướng, chỉ giỏi kéo bè kết lũ, tham lam, ích kỷ. Bình Xuyên mà lọt vào tay thì hắn mặc sức thao túng tung hoành, đem xương máu anh em phục vụ cho quyền lợi cá nhân của hắn. Huynh không thấy điều đó sao? Có thấy. Nhưng ơn nghĩa giữa tôi và Bệ Diện nặng quá. Nó giúp tôi nhiều vụ làm ăn nên tôi ủng hộ nó. Mấy cái vụ làm ăn giang hồ đó ai giúp mà trả được. Bây giờ tôi giúp huynh khí giới, có được không? Hôm nay, trước mặt thờ anh Ba Dương, có mặt đầy đủ chỉ huy của các chi đội Bình Xuyên. Chúng ta tiến hành lễ bầu chọn người có tài, có đức ra thay thế anh Ba Dương, lãnh đạo toàn thể các lực lượng Bình Xuyên. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi thay mặt toàn thể anh em Bình Xuyên kêu gọi các chỉ huy hãy công tâm sáng suốt mà chọn ra người xứng đáng lèo lái con thuyền Bình Xuyên. Xin thề. Xin thề. Sau đây, mời các chỉ huy tiến hành lễ bình chọn. Trên mỗi lá phiếu có ghi đầy đủ tên của 7 vị chỉ huy. Đó là Sáu Đối, Năm Hà, Tư Hoạch, 10 Trí, Tư Tị, 7 Diễn, 2 Vĩnh. Chọn ai thì để lại tên người đó, gạch bỏ tất cả tên 6 người kia. Phiếu nào không đúng quy định trên thì không hợp lệ. Bắt đầu. Vậy là xong. Bây giờ tôi bắt đầu kiểm phiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bãi Diễn. Năm Hà. Bãi Diễn. Bãi Diễn. Phiếu thứ 5 năm hà, vậy là năm hà ba phiếu, phải diễn ba phiếu huề nhau, chỉ còn lá phiếu cuối cùng quyết định. Đọc báo lên coi, mày diễn phải không? Tôi yêu cầu giữ trật tự, không được làm náo động. Năm hà. Không thể được, anh Giang. Chú Tư Tỷ không đồng lòng, cứ coi cho kỹ. Kể từ bữa nay, lực lượng Bình Xuyên ta đã có chủ soái mới, đó là Năm Hà. Anh Ba Dương, kết quả này chắc là đúng ý của mình. Lá phiếu thứ tư đó là của ai? Của ai rồi cũng sẽ biết thôi. Nhưng tôi có ý kiến được quan trọng hơn, xin trình anh Năm xem xét. Chú cứ nói đi. Thua keo này bệnh viện ức lắm. Tôi đề nghị Năm Hà phong cho bệnh viện cái chức phó tổng tư lệnh. Chức này cũng chẳng quyền hành gì, nhưng sẽ khiến hắn bớt bất mãn. Từ đó ta cũng nắm được 3 chi đội theo hắn. Sao các anh sợ thằng đó dữ vậy? Tôi thì cho hắn một nhát là xong. Tôi đồng ý với Hai Vịnh. Chú cứ tiếp xúc ngay với Bảy Diễn về việc này. Chúng đã thắng chắc rồi. Ai dè, mẹ nó tức quá. Phải có thằng phản phé bỏ phiếu cho Năm Hà. Mày phải không? Không, tôi xin thề. Em mà phản bậy, cho em chết không toàn thấy. Vậy là tôi quạch đâu rồi. Nó cũng đi ra mà. Hai Vĩnh kìa. Các anh ra đây mà tôi tìm nãy giờ. Tìm làm gì? Được làm vua, thua làm giặc. Tụi này đầu đội trời, chân đạp đất, không cần xin xỏ gì đâu. Anh Tư đừng nói vậy. Chẳng qua Hai Vĩnh tôi tìm anh Bảy là để chuyện cái ý tốt của anh Năm mà thôi. Ý gì mà tốt? Anh Năm nhờ tôi mời anh Bảy giữ chức phó tổng tư lệnh Bình Xuyên. Có thiệt không? Hay chứ mày ba xạo? Thiệt chứ. Nếu anh Bảy đồng ý thì anh Năm sẽ ký giấy gửi thông báo khắp 7 chi đội Bình Xuyên ngay. Được đó mày. Đừng để thằng xấu đó chiếm lấy cái ghế này. Anh Bảy, làm phó thì cánh mình cũng có dây dế, chứ không bị gạt ra rìa. Về nói với Năm Hà, ta thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phụng. Về. Cẩn thận nha anh. Cảm ơn Quân đã giữ lời. Bảy Diễn khô keo này, nó hận tôi lắm. Quân đi đường mạnh giỏi. Ừ. Nói với anh Năm Hà đừng quên tôi. Tôi đi nghe. Đi nghe Hai Vĩnh. Ừ, anh đi. Ngoài anh Bảy, ai xứng đáng hơn làm tổng tư lệnh Bình Xuyên? 10 đứa tôi và chị đội 4 cũng bọn Bảy. Còn tôi Hoạch thì sao? Tôi rất quý anh Bảy vì tính anh hùng mã thượng. Tôi sẽ đứng về phía anh Bảy. Bốn chúng ta đồng tâm hiệp lực như vậy thì có gì mà không vượt qua được. Chỉ còn lá phiếu cuối cùng quyết định. Năm Hà. Không thể được. Tôi không chấp nhận Năm Hà. Hãy nói với nó Bảy Diễn về chi đội chính không chịu sự chỉ huy của nó. Tôi và Mười Trí cũng vậy. Tốt lắm. Kể từ hôm nay, chi đội 9, chi đội 4, chi đội 25 Bình Xuyên sẽ ly khai, lấy Rừng Sát làm căn cứ và đặt dưới sự chỉ huy của tôi. Hãy thông báo cho tất cả mọi người biết và thi hành ngay. Báo cáo anh Ba, anh Tám. Đó là những tin tức mới nhất về Bảy Diễn và Bình Xuyên. Chà, kể ra cũng phức tạp đi. Ý kiến của anh Ba ra sao? Giới giang hồ, tay nào cũng muốn làm chủ soái, xưng hùng xưng bá một phương. Không thành đạt, chúng dễ bất mãn, sinh ra tiêu cực. Chúng ta phải cố gắng giúp Bảy Viễn ổn định tinh thần để tiếp tục kháng chiến. Nhưng bằng cách nào? Theo như nội bộ Bình Xuyên hiện nay, Nam Hà đã nắm quyền tổng tư lệnh thay Ba Dương. Nhưng trước khu bộ phó khu 7 của Ba Dương, tôi sẽ đề nghị Trung ương phong cho Bảy Viễn, chứ không phải là Nam Hà. Làm như vậy, liệu Nam Hà có bị tổn thương không? Không. Tôi chỉ ngại Bảy Viễn làm cản, chứ không ngại Nam Hà. Anh ta là người biết hy sinh vì đại cuộc. Nhưng tôi vẫn muốn Tám Nghệ phải gặp Nam Hà để nói điều thân thiện, chứ bị đám đàn em khích tướng mãi thì bột đấy cũng hóa thành ma đấy. Anh Ba yên tâm để tôi lo. Sẵn dịp tôi chúc mừng Nam Hà luôn. À, còn việc này nữa, việc phong Bảy Viễn là khu bộ phó thay Ba Dương dù sao cũng chỉ là sách lược, cần phải có người kiềm chế hắn. Người đó là cậu. Cảm ơn anh Ba đã tin tưởng tôi. Bảy Viễn sẽ là khu bộ phó thứ nhất, phụ trách miền duyên hải. Còn cậu sẽ là khu bộ phó thứ nhì, phụ trách vùng núi. Cậu đồng ý chứ? Tôi xin chấp hành. Tốt. Ngày mai tôi sẽ cùng một số anh em về Long Thành để gặp Nam Hà. Anh vào báo danh Lâm Hà có anh Tám Nghệ chia đội 10 Tân Quyên tới thăm. Dạ.